Xin chào các anh chị đã quay trở lại với phân tích thị trường trên kênh đầu tư chứng khoán Minh Phụng. Và cái nội dung ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tổng quan lại một số cái diễn biến của thị trường cũng như là đưa ra một số cái nhận định cho tuần sau, tuần từ ngày 14 cho đến ngày 18 tháng 8 năm 2023. Ở cái diễn biến hiện tại của thị trường thì các anh chị thấy là nhìn vào cái mặt biểu đồ kỹ thuật của chỉ số VN-Index á, thì ở trên này nó có cái vùng kháng cự này, nó tương ứng với vùng 1240 cho đến cái vùng 1250. Thì ở trên cái mốc này á, thì cơ bản mình đang có những cái khuyến nghị về việc không mua mới. Chúng ta sẽ hạn chế mua mới cổ phiếu ở trong cái vùng này, tránh cái tình trạng nó rung lắc cũng như là điều chỉnh gây rủi ro cho danh mục đầu tư cá nhân của các anh chị. Và cơ cấu lại cái danh mục đầu tư cũng như là chặn lãi thật là tốt đối với những cái cổ phiếu vẫn đang có lợi nhuận đối với các anh chị ở trong cái giai đoạn này. Ở trong cái phiên ngày 11 tháng 8 á các anh chị, nó có một cái vận động là rút cái chân lên, và chúng ta thấy là cái chân nến khá là dài, cho thấy cái lực cầu ở cuối phiên, và khi đó nó diễn biến từ khoảng 13:30 cho đến cuối phiên ATC thì chúng ta thấy là một cái lực cầu vào nó kéo giá khá là tốt. Tuy nhiên thì để tránh cái trường hợp đó là cái việc nó chỉ đánh theo cái việc rút chân kỹ thuật, ở dưới này là nó có hỗ trợ này, khi mà chạm vào hỗ trợ thì nó có cái dấu hiệu rút chân lên. Tuy nhiên thì mình đang tránh một cái kịch bản là nếu như mà nó rút chân lên và không duy trì tốt được cái dòng tiền. Tại vì trong cái phiên cuối tuần á, đa phần là nó tập trung vào các cái cổ phiếu trụ để nó kéo cái chỉ số VN-Index cũng như là có cái dấu hiệu rút chân lên thôi. Mình tránh một cái trường hợp là cái kịch bản tương đối là xấu. Đó là cái việc là nó có khả năng là test trở lại cái mốc tâm lý 1002 này. Do vậy thì ngay cái phiên rút chân đó là cái phiên ngày 11 tháng 8 thì mình không khuyến nghị mua ở trong giai đoạn này. Và gần như là cái khu vực từ cái phiên ngày 8 tháng 8 cho đến hiện tại thì mình chưa có khuyến nghị bất kỳ cái điểm mua mới nào ở trong cái giai đoạn hiện tại. Còn riêng trong room thì những cái cổ phiếu giai đoạn trước chúng ta mua thì vẫn đang nắm giữ, tại vì cái biên xu hướng của nó rất là tốt. Ví dụ như là STB, STB có cái khuyến nghị mua tại vùng 28.8 này các anh chị. Đó. Chúng ta đánh gia tăng ngay tại cái phiên giá đỏ, đó là cái phiên ngày 8 tháng 8, hai cái phiên này thì mình đã cảnh báo các anh chị về cái việc là con STB nó có cái dấu hiệu break ra khỏi vùng 30.5 rất là tốt và phù hợp để các anh chị đánh gia tăng. Thì như vậy thì đây là cái trạng thái trang tăng và cái kênh xu hướng của STB nó rất là tốt. Chúng ta nhìn xuống phía bên dưới này này, mặc dù dòng tiền nó thiếu, tuy nhiên thì cái dòng tiền nó vẫn ở lại và nó vẫn có cái nhu cầu để nó kéo, nó tập trung vào khoảng 75-80% dòng tiền lớn nó tập trung nó kéo con STB này ở trong giai đoạn này. Hiện tại đối với nhóm banh thì STB đang được đánh giá khá là tốt ở những cái vận động trong giai đoạn này ha. Chúng ta vẫn kỳ vọng nó lên tiếp tục ở cái vùng 33 trong cái giai đoạn tiếp theo đối với STB các anh chị nha. Rồi những cái mã cổ phiếu khác ở trong cái giai đoạn trước chúng ta cũng bắt trong cái nhịp rung lắc, ví dụ như là KDH. KDH thì chúng ta thấy là cái dòng tiền lớn ở trong đoạn này này rất là cao 100%, rồi sau đó là nó nghỉ ngơi khoảng 2-3 phiên. Ở những cái giai đoạn này thì cái dòng tiền lớn chúng ta thấy là nó tham gia và có hành động yếu dần. Tuy nhiên trong cái phiên ngày 11 tháng 8 á, thì cái dấu hiệu dòng tiền lớn bắt đầu nó đã quay trở lại đối với KDH rồi. Ở đoạn trước thì chúng ta có cái chiến lược là canh mua quanh cái vùng giá 35.5 cộng trừ 35.7 ở trong khu vực này này, thì sẽ là cái khu vực mua tương đối là hợp lý đối với mà KDH. Tuy nhiên thì chúng ta nên mua ở trạng thái thăm dò, lấy vị thế là chính, chưa thể gia tăng được anh chị nha. Lên đây mà nó gặp cản để điều chỉnh xuống thì rất là khó, và nếu chúng ta gia tăng vào cái vùng này thì nó sẽ gây cái rủi ro rất là lớn cho chúng ta. Do vậy thì cứ trong cái chiến lược hiện tại thì chúng ta cứ thăm dò ở vùng hiện tại này. Cái vùng mà chúng ta được bôi màu đỏ đối với KDH thì nó cũng khá là hợp lý. Một con nữa đó là con VND thì cũng trong cái chiến lược canh mua của chúng ta. Và hiện tại VND đang trong cái vùng 20 và trong cái vùng giá đỏ tiệm cận vùng 20 cho đến vùng 19.5 á, thì cái vùng này các anh chị vẫn thăm dò được, chỉ nên thăm dò thôi các anh chị nhé. Chưa đánh gia tăng được tại vì cái đoạn này theo mình nó sẽ còn rũ xuống. Chúng ta nhìn vào chart MACD thì nó hơi xấu tại vì ở đây nó có hai đỉnh và nó thể hiện cái dấu hiệu phân kỳ. Và cái áp lực bán xuống, cái dòng tiền lớn ở đoạn này thì nó không còn tham gia mạnh mẽ và quyết liệt nữa. Do vậy thì cái yếu tố này chúng ta lấy là VND, mặc dù giữ được cái xu hướng và cái kênh tăng tốt á, tuy nhiên ở cái vùng 19 năm vùng 20 chỉ nên thăm dò trước, cho đến khi cái vận động dòng tiền lớn nó quay trở lại thì chúng ta mới có cái chiến lược chúng ta đánh gia tăng thì nó an toàn hơn ở trong cái vùng này. Ví dụ như Hoa Sen cũng tương tự như vậy. Các anh chị thấy là Hoa Sen cái giai đoạn mình khuyến nghị các anh chị là cái ở trong cái vùng là 18.5 ở trong cái đoạn này thì chúng ta cũng chỉ nên lấy thăm dò, mặc dù trong cái phiên ngày 11 tháng 8 nó đánh vượt đỉnh cái vùng 19.2, 19.3 nó đánh vượt đỉnh đó. Tuy nhiên thì cái dòng tiền lớn chúng ta thấy là ngay phiên đó nó bị báo có tín hiệu vào
Còn về mặt phân tích kỹ thuật thì hoa sen nó vẫn chưa phá cái phân kỳ âm, trend thì vẫn xu hướng tăng này. Đó, tuy nhiên thì để mà gia tăng thì nó cũng rất là khó. Do vậy thì cái trạng thái mua của anh chị có thể thăm dò trước ha, đối với mã cổ phiếu hoa sen. Ngoài ra hai cái con mà chúng ta mua gần đây nhất là hai cổ phiếu nhóm dầu, chúng ta cũng nên tham gia mua ở trong cái đoạn này. Tại vì nhóm dầu đoạn trước nó tích lũy khá là tốt, và trong cái phiên ngày 11 tháng 3 cũng có cái tín hiệu dòng tiền. Về chart kỹ thuật thì dòng dầu nó chưa có cái dấu hiệu phân kỳ và chưa có những cái biến động gây đảo chiều xấu. Ví dụ như là BVS này, nếu như mà tích lũy và tích lũy tốt quanh cái vùng 34.5 cho đến cái vùng 35 thì chúng ta thấy là vẫn duy trì được xu hướng đi ngang, vẫn chưa đảo chiều giảm. Do vậy thì nó cứ duy trì ở đây, giao dịch trên MA20 với cái lượng tiền vào hai cái phiên rất là tốt, đó là phiên ngày 4 tháng 8 và phiên ngày 8 tháng 8 thì chúng ta canh chúng ta gia tăng sau. Cái điểm gia tăng sẽ được mình báo cụ thể ở trong room cùng với các anh chị ha. BVC cũng vậy, chúng ta đều có cái chiến lược chúng ta canh tham gia ở trong cái giai đoạn trước. À, thì BVC nó cũng tương đối là ổn, mình thấy là đang giao dịch vùng giá 19.8 thì tương đối là tốt. Dòng tiền lớn thì chúng ta thấy là nó vào 55-60%. À, nó vẫn duy trì được cái tính chất của dòng tiền lớn. Do vậy thì những cái con này về mặt xu hướng là nó rất là khó đảo chiều ha. À, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá lại một tí một số cái diễn biến của thị trường. Do vậy với những cái phân tích như vậy thì về mặt phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy là cái giai đoạn này này, nếu như mà VN-Index nó có hồi và nó có hồi phục lên trở lại cái mốc 1240 1250 thì chúng ta cố gắng là theo dõi thêm, tại vì ngay từ đầu ở đoạn này là chúng ta xác định là không mua mới và cố gắng quản trị cũng như là giữ lãi ở trong cái đoạn này, không mua mới trong cái đoạn này ha. Đó là cái chiến lược mà chúng ta tiên quyết và cố gắng theo dõi xem nó có test trở lại cái mốc tâm lý 1200 hay không. Mặc dù ở trong cái giai đoạn này về cơ bản là cái dòng tiền lớn thì chúng ta thấy là tham gia khá là tốt. Đó, tuy nhiên thì về mặt chỉ số VN-Index thì nó kéo trụ là phần chính, và các cái nhóm khác mình thấy là đa phần là dòng tiền vào rất là yếu, có phần là dòng tiền lớn nó rút ra. À, một số cổ phiếu lại có cái tính chất là chúng ta thấy là phân hóa rất là nhiều ở các cái nhóm ngành. Sau đây thì chúng ta sẽ lướt qua top 10 cái cổ phiếu, top 10 cái cổ phiếu mà được gọi là có cái dòng tiền lớn cũng như là cái xu hướng vận động tốt ở trong cái giai đoạn hiện tại, để chúng ta thấy là nó đang có cái sự phân hóa rất là nhiều. Tức là một số cái nhóm ngành á, thì chỉ có một hai cổ phiếu đại diện là nó tăng tốt giữ nhịp thôi, còn lại đa phần là các anh chị thấy là thị trường có thể tăng, thị trường có thể kéo xanh, nhưng cái danh mục của anh chị nó lại đỏ ngược. Do vậy thì anh chị cố gắng quản lý cái tỷ trọng ở trong cái đoạn này cho nó tốt này. Kết vẫn là cái tên mà lọt vào trong top 10 các cái cổ phiếu chúng ta thấy là duy trì được cái xu hướng tăng và cái dòng tiền lớn ở trong cái đoạn này. Nếu như mà trên cái biểu đồ kỹ thuật về dòng tiền lớn thì VIX đang có đến 5 phiên duy trì cái trạng thái dòng tiền rất là cao, và hiện tại thì cái kênh xu hướng của VIX nó cũng đã gia tăng rất là tốt. Hiện tại VIX đang đóng cửa ở vùng giá 72 và tiệm cận cái vùng giá 74, 75, 75X thì nó sẽ có cái vùng kháng cự đỉnh cũ tháng 12 năm 2022, thì các anh chị thận trọng ở cái vùng này. Do vậy thì VIX hiện tại nó không có cái điểm vào mới các anh chị nha. Các anh chị nào có thì chúng ta canh những cái vùng kháng cự mạnh để chúng ta có thể chốt hạ bớt tỷ trọng và chúng ta chặn lãi cho nó phù hợp thôi. Chúng ta hạn chế tham gia mua ở trong những cái vùng này. Những cái tín hiệu mua của VIX đã được cảnh báo cho các anh chị từ những cái khúc mà nó có vùng giá 58 hoặc là trên cái vùng giá 65 ở đoạn này thì cũng đã có về cái cảnh báo tham gia mua rồi. Còn những cái giai đoạn tiếp theo là trên 70, trên 65, 66 ở trên này thì chúng ta hạn chế mua, tại vì trên đầu nó treo ngay cái kháng cự ở trên này rồi các anh chị chú ý ha. Đó là đối với là mà cổ phiếu VIX này. Một con về nhóm ngành xây dựng đó là con VC7, cũng là một con mà chúng ta thấy là cái dòng tiền lớn nó duy trì cực kỳ mạnh. Đây các anh chị, đây là cái dòng tiền lớn mà nó duy trì và nó kéo cái xu hướng liên tục đối với mã cổ phiếu VC7 cho đến giai đoạn này. Và với những cái chặt dựng đứng như thế này thì rõ ràng chúng ta khó thấy cái điểm vào đối với mã cổ phiếu VC7. Và nếu như mà nhìn không thời gian chặt tuần thì đâu đó nó cũng đã tiệm cận trở lại cái vùng đỉnh cũ rồi, cái vùng đỉnh tháng 11 năm 2021 đối với mã cổ phiếu VC7. Như vậy cũng rất rủi ro để tham gia mua mới ở trong đoạn này. Các anh chị nào có mua được cổ phiếu tốt như thế này thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi, dòng tiền lớn nó vẫn còn, chúng ta canh chúng ta có điểm chốt lãi thôi. Còn VC7 này nó rất là giống với một con mà trong room của chúng ta đã từng mua, đó là con HHS, đúng không ạ? Con HHS đó là một con mà nó đánh dòng tiền lớn liên tục, và room chúng ta mua ở trong cái đoạn này này, chúng ta khuyến nghị mua ở vùng 5.2 này các anh chị, 5.2 tức là ngay cái giá này này, cho đến thời điểm này mà giữ là tỷ trọng tăng cũng đã 40% rồi, 40% tăng liên tục, tăng rất là nóng các anh chị. Nó với lại con TCH, tuy nhiên TCH mạnh không bằng con HHS mạnh hơn rất là nhiều lần đó.
Rồi cái nhịp mới gần đây là chúng ta cũng có một cái con đánh dạng chạc y như thế này mà chúng ta cũng đã canh vào được, đó là con ABH. Mà con ABH hai phiên gần đây nó bán, khối lượng bán rất là mạnh và có dấu hiệu là rút lại của cái dòng tiền lớn. Tuy nhiên con này về phân tích kỹ thuật chạc chưa có gì, tại vì nó test mà chưa gãy cái vùng giá 9.9 ở đây thì chúng ta vẫn có cơ hội để tiếp tục nắm giữ. Kỳ vọng nó tiếp tục hướng lên vùng 11, 11.5 và vùng 12 ABH các anh chị nha. Con này thực sự là đánh dòng tiền rất là mạnh các anh chị, cố gắng kiên nhẫn chúng ta chặn lại ở mốc 9.9.8 đi ha. Phải chờ cái mục tiêu 11, 15. Tiếp theo, một con có dòng tiền lớn và có xu hướng là đang lọt vào, chúng ta thấy là con MVC của cái nhóm ngành khai thác đá. Đây là mã cổ phiếu của công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương nằm trên sàn Upcom. Dòng tiền lớn giai đoạn này nó cũng tham gia vào rất là nhiều. Tuy nhiên về mặt điểm mua thì mình thấy là nó hơi yếu và không có cái điểm an toàn cho các anh chị ha. Vậy chúng ta cũng tạm thời bỏ qua này. LC cũng là một cái tên liên tục nằm trong top 10 đúng không ạ? LC cũng là một cái tên liên tục nằm trong top 10. Đoạn này là bắt đầu giữ xu hướng trở lại ở vùng 20 rồi. Đó, do vậy thì chúng ta xem cái vùng 20 đổ xuống là chúng ta có vào được hay không. Đây là cái khung thời gian chặt tuần. Vậy chặt tuần nó bị vướng cái cản ở trên cái khúc 25 26 này rất là nhiều. Đó, do vậy thì nếu như mình nhìn khung thời gian chặt tuần thì cơ hội tham gia của LC vẫn còn. Như vậy thì cái vùng mua tốt nhất theo mình khuyến nghị là vùng dưới 20. Vùng dưới 20 các anh chị nhé, dưới 20. Và nó chỉnh sau về vùng 18.6 này, 18.7 á, thì trong cái khu này là cái khu vực chúng ta mua nó tương đối là hợp lý và an toàn về mặt phân tích kỹ thuật. Tức là nó có nền giá, có điểm điều chỉnh, có điểm nó ngắt quãng, mặc dù ở trong cái đoạn này dòng tiền lớn nó tham gia thì đó là những cái tín hiệu để nó có thể phục hồi nhanh chóng. Muốn mua thì tham gia vùng này. Còn nếu như nó tiếp tục ở đây mà nó nhảy lên, nó tăng lên đến 24, 25 thì chúng ta bỏ qua, tìm con khác có điểm mua chúng ta vào. Không cơn cớ gì các anh chị phải FOMO những cái cổ phiếu mà nó không có ở những cái nền giá hỗ trợ ha. Đó là cái điểm mua rất là tốt ở đối với con LC. HHS cũng liên tục lọt ở trong cái top 10 cổ phiếu mạnh trong thời điểm này. May mắn là trong rung của chúng ta mua và nắm giữ được con này các anh chị nha. BXL là một cái tên tiếp theo được đánh giá là có dòng tiền lớn tham gia đoạn này, được đánh giá là có dòng tiền lớn tham gia đoạn này. Xét về cái yếu tố kỹ thuật thì mình thấy là con BXL này có cái nền giá rất là dài ngay tại vùng 10. Đó. Còn về hỗ trợ điểm mua gần nhất á, là xét theo cái điểm kháng cự 11.2. Do vậy thì như cái phiên này nó quát xuống rồi nó rút chân lên này, nó tiếp tục nó quát xuống và rút chân lên ở trong cái đoạn này thì chúng ta canh, chúng ta bắt vào là được. Có thể là nó sẽ tiếp tục tăng và hồi lên trên vùng 13-14. BLX cũng là một cái nhân tố có điều kiện thuận lợi thì các anh chị có thể canh vào nha. Sát sát cái vùng giá 12 cộng trừ này, lân quanh cái vùng này sẽ là cái vùng có thể tham gia được đối với BXL các anh chị nha. BXL. Con HUT cũng là một cái tên liên tục nhắc đối với các anh chị, và con này có điểm mua nha, có điểm mua tại vì nó đang có khoảng nghỉ, có khoảng nghỉ ngay tại 24-25. Do vậy 24-25 là khoảng phù hợp để các anh chị canh tham gia mua. Dòng tiền lớn đang vào rất là mạnh và quyết liệt đối với mã cổ phiếu HUT. Đó là một trong những điểm nhấn đáng chú ý để các anh chị canh tham gia đối với mã cổ phiếu HUT này. Được chưa? Rồi SGS cũng là cái tên tăng rất là nóng ở thời gian vừa qua. Tuy nhiên cái chart tương đối là lỏng lẻo, không có khuyến nghị điểm mua dành cho các anh chị. Không có khuyến nghị điểm mua dành cho các anh chị. Rồi còn nếu như mà các anh chị thích cái dòng banh thì hai cái tên nên cân nhắc đó là STB. Đó, STB mình báo có vùng mua dưới này rồi, lên trên này vẫn còn canh mua được nếu như có giá đỏ quanh vùng 31 cộng trừ, được chưa? Và một cái tên nữa đó là EIB, STB và EIB. Đó hai cái tên đang có cái dòng tiền rất là mạnh và có cái trend xu hướng tốt. Thì EIB cứ canh giá đỏ, các anh chị gom mua dần xuống cái vùng 23.5 là được, được chưa? Đó, đó là những cái tên của nhóm banh. Còn về nhóm bất động sản thì liên tục có những cái tên như là DIG này, Đắc Xanh này, KDH nó sẽ phù hợp để các anh chị tham gia ha. Đó, đó là một số cái đánh chính cùng với lại một số cái khuyến nghị đánh giá lại diễn biến của thị trường tuần tới, tuần từ ngày 14 cho đến ngày 18 tháng 8 chia sẻ cùng với các anh chị trong nội dung ngày hôm nay. Và để các anh chị có thể là nhận được những cái khuyến nghị kịp thời về cổ phiếu cũng như là điểm mua của các cổ phiếu thì các anh chị có thể là nhắn tin vào trong room Zalo để xin vào trong room khuyến nghị, room VIP các anh chị nhé. Thì các anh chị sẽ nhận những cái khuyến nghị nó kịp thời hơn. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều.